với hai chiến công lừng lẫy, đốt cháy tàu L'Espérance của Pháp trên dòng sông Nhật Tảo ngày 10 tháng 12 năm 1861 và trận đánh diệt đồn Rạch Giá ngày 16 tháng 6 năm 1868, Nguyễn Trung Trực đã xuất hiện giữa những gương mặt lãnh tụ và thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp nửa sau thế kỷ 19 như một diện mạo có những nét độc đáo riêng. Với trận Nhật Tảo, ông là người cầm quân đầu tiên ở Việt Nam tiêu diệt được pháo thuyền của quân đội tư sản phương Tây. Với trận tập kích đồn Kiên Giang, ông là thủ lĩnh nghĩa quân duy nhất ở đất Nam Kỳ đánh chiếm lại được một trung tâm cách tỉnh. Không cần đợi đến sắc phong của triều đình nhà Nguyễn, ngay từ sau khi ông bị thực dân Pháp hành hình tại tỉnh lỵ Rạch Giá, nhân dân đã biến đền thờ cá ông tại cửa biển này thành nơi tôn thờ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm bất tử của ông cùng nghĩa quân. Tháng 6 năm Nhâm Tuất 1862, triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Biên Hòa, Gia Định và Định Tường cho thực dân Pháp. Bất tuân mệnh lệnh của triều đình, những cuộc giấy binh chống Pháp nổ ra khắp Nam Kỳ. Tháng 8 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long và sau đó tiến chiếm toàn bộ miền Tây Nam Kỳ. Những cuộc khởi nghĩa kháng Pháp càng trở nên sôi sục, một mất một còn. Dù với những khẩu hiệu, những tôn chỉ khác nhau như Cần Dương, Bình Tây Sát Tả hay Dân Chúng Tự Vệ. Trong những cuộc khởi nghĩa ấy, có bốn nhân vật thường được các nhà chép sử ghi nhận như là bốn ngọn cờ tiêu biểu. Đó là Trương Định, Nguyễn Hữu Quân, Võ Duy Dương và Nguyễn Trung Trực. Năm 1861, sau khi Đại Đồn Chí Hòa thất thủ, Nguyễn Trung Trực lúc bấy giờ còn mang tên là Nguyễn Văn Lực, giữ chức quyền xung quản binh đạo trong quân đội của triều đình Tự Đức, nên còn gọi là Quản Lực, chỉ huy một toán nghĩa dũng rút về vùng Nhật Tảo Tân An, tiếp tục cuộc kháng chiến dưới sự chỉ huy chung của Trương Định, lúc đó đóng quân ở Gò Công. Khoảng đầu thế kỷ 19, Nhật Tảo còn là vùng đất hoang vu. Một trong những nông dân người Việt đầu tiên tới khai khẩn khu đất hoang này là ông Hồ Văn Chương. Sau một thời gian khai phá, dân cư bắt đầu tụ tập, thì Nhật Tảo cũng hình thành một khu chợ nhỏ. Ông Chương được phong chức xuất làm đội trưởng. Có lẽ do khu chợ gần sông, thấy mặt trời mọc sớm, nên nhân dân ở đây đặt tên cho quê mới của mình là thôn Nhật Tảo. Ông Chương có hai người con trai nối nghiệp ông, trở thành hương chức trong làng. Đó là Hồ Quang Minh và Hồ Quang Chiêu. Riêng ông Minh làm đến chức cai tổng. Biết các ông Hồ Quang Minh và Hồ Quang Chiêu là những người yêu nước, Nguyễn Trung Trực tìm gặp hai người bàn chuyện đánh giặc. Vì mới chân ướt chân ráo đến vùng châu thổ còn lắm đầm lầy rừng rậm, nên quân Pháp chưa dám rải quân lên bộ, chỉ dùng tàu chiến làm phương tiện đồn trú, chiến đấu, kiểm soát và liên lạc trên các sông rạch trong vùng. Chiếc tàu Hy Vọng án ngữ ở dằm Nhật Tảo là một trong những đồn binh lưu động này. Họ bàn nhau kế hoạch tấn công chiếc tàu nói trên. Ông Minh thì giả cộng tác với Pháp để theo dõi tình hình, còn ông Chiêu thì ráo riết chuẩn bị phương tiện và người để phối hợp chiến đấu. Lấy cớ tàu Pháp bằng sắt, ông Minh khuyên chúng nên lợp lá dừa nước cho đỡ nóng. Với cương vị cai tổng, ông Minh đã giới thiệu Nguyễn Trung Trực giả làm thợ mộc dựng giàn gỗ để lợp lá trên tàu. Nhờ đó, Nguyễn Trung Trực nắm được sơ đồ bố phòng, lực lượng và quy luật hoạt động của quân Pháp. Rạng sáng ngày 10 tháng 12 năm 1861, nghĩa quân giống trống ở Kinh Ông Hống, phía thôn Bình Lãng để khiêu khích. Trung úy hải quân Pa Phê, chỉ huy tàu bị mắc mưu, dẫn một toán quân xuống cano cùng một tốt lính Mã Tà đi trên bộ lùng sục nghĩa quân. Nguyễn Trung Trực thủ sẵn chiếc búa 5 cân, đóng vai chú rể, cùng nhiều nghĩa quân ngồi trên hai chiếc ghe lớn giả làm đám cưới đi rước dâu, cập vào tàu trình giấy thông hành. Nhưng lúc bất ngờ, ông đập chết tên phó chỉ huy tàu ra soát giấy. Nghĩa quân nhảy hết lên tàu, chém giết quân giặc. Sau đó theo lệnh ông,
nghĩa quân cùng nhân dân Nhật Tảo chất củi khô. Có người dỡ cả nhà để lấy lá đốt tàu. Và vì tàu đã có lợp lá sẵn nên cháy rất nhanh. Phấn khởi trước thắng lợi của trận Nhật Tảo, 4 ngày sau, nghĩa quân đánh úp tiếp các đồn Cần Duột, Cái Bè, Rạch Gầm, dùng súng đồng bắn vào tàu Lộc Sa số 3 trên sông Vàm Cỏ ở Nam Tây Ninh. Ngày 16 tháng 12 năm 1861, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực còn có trận phục kích tàu Pháp trên sông Bến Lức. Bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duột còn lưu hậu thế của thi hào Nguyễn Đình Chiểu là viết về sự kiện này. Cả cái đất Nam Bộ này dưới cờ Trương Định, Nguyễn Trung Trực là một tả hữu hết sức là dũng cảm. Mà chiến công đầu tiên lừng lẫy là chiến công đốt tàu Everang ở sông Nhật Tảo. Mà cái đó là lừng lẫy lắm, không phải cổ vũ cái nghĩa quân của ta ở trong Nam mà cổ vũ cả nước. Bởi vì đồng thời với cụ thì ngoài Bắc có nhiều cuộc khởi nghĩa. Và tin tức hồi đó tuy rằng không có liên lạc, không có điện tín như bây giờ, nhưng các cụ cũng vẫn có một con đường liên hệ bằng ghe bầu đường biển đó, thông báo cho nhau. Và những cái nguồn tin đó là những cái cổ vũ cho cả nước đó, là cùng nhau xung trận. Cho nên sau khi mà Trương Định hy sinh rồi thì gần như là Nguyễn Trung Trực cùng với Nguyễn Duy Dương, một bên thì ở Long An dài xuống Rạch Giá, một bên thì ở khu vực Đồng Tháp, đó, là cổ vũ và tập hợp cái lực lượng để mà tiếp tục vươn cao cái ngọn cờ chống Pháp. Không khí lúc đó là sôi sục dữ lắm, và nghĩa quân của ta cũng khá đông. Cái trào Nguyễn Trung Trực thì có thể là cũng lên đến 3.000. Chưa có tài liệu nào đủ dựng lại hoạt động chống Pháp của Nguyễn Trung Trực, đặc biệt giai đoạn từ trận đốt tàu Hy Vọng đến trận công đồn Rạch Giá. Chỉ biết sau trận Nhật Tảo, ông cùng nghĩa quân lui về vùng Kiên Giang, xây dựng nhiều căn cứ từ Hà Tiên, Hòn Chông, Ba Trại, Tà Niên cho đến đảo Phú Quốc, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Trận đốt tàu ở Nhật Tảo xảy ra gần một năm trước khi triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất. Lúc đó, vua Tự Đức vẫn còn đeo đuổi tinh thần kháng Pháp, nên đã hạ chiếu phong Nguyễn Văn Lịch chức quản cơ. Năm ấy, ông mới 23 tuổi. Tháng 6 năm 1867, quân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh còn lại của Nam Kỳ. Lúc này, Nguyễn Trung Trực đang giữ chức thành thủ úy Hà Tiên. Theo một ghi chép vắn tắt của Nguyễn Thông, Hà Tiên thất thủ, quan lại được lệnh rút về Bình Thuận. Lịch không chịu đi, tập hợp nghĩa binh đánh chiếm đồn giặc ở Kiên Giang. Sau khi Nam Kỳ đã trở thành nhượng địa của Pháp, nước Việt Nam từ Bình Thuận ra Bắc trên danh nghĩa là đất của nhà Nguyễn. Có thể suy đoán rằng, sau khi được triệu hồi ra Bình Thuận, thành thủ úy Hà Tiên Nguyễn Văn Lịch đã tự ý về Nam chống giặc ở vùng Hà Tiên. Và từ đây, cái tên Nguyễn Trung Trực mới xuất hiện. Bằng chứng là sau này khi nhận được tin về cái chết của ông, vua Tự Đức cũng không biết Nguyễn Trung Trực là ai. Rõ ràng các hoạt động kháng chiến của ông hoàn toàn độc lập với triều đình. Nó nằm trong đội hình và theo thế trận của nhân dân. Liên quân ở tại Hòn Chông thì chỗ núi Bình An dài dài với Hòn Chông ra hang tiền rồi đó, thì cái lực lượng quân ta lúc đó đó cũng có gần 1.000 người. Và cái xã Bình An đó và Hà Tiên đó là đem lương thực lên tiếp tế. Và lúc bây giờ đó là ở trấn Hà Tiên đó là cái nhà binh đó là có binh voi. Và có lúc là cụ nhận cái chức là thủ thành Hà Tiên. Cho nên Hà Tiên là tiếp viện, tiếp lương thực trong cái cuộc mà đánh Kiên Giang đó cũng rất lớn. Mà lúc đó là quan ta ở Hà Tiên đó là sẵn sàng ủng hộ cụ Nguyễn. Mà nhất là tiếp tế lương thực để luyện quân, cả người lẫn của. Mà lúc bây giờ đó Hà Tiên là một cái trấn có đông dân. Ngày 16 tháng 6 năm 1868, sau một năm kháng lệnh triều đình, Nguyễn Trung Trực quyết định tấn công thành Rạch Giá. Đây là một quyết định cực kỳ táo bạo, chưa hề có tiền lệ. Là lần đầu tiên một đội quân khởi nghĩa với vũ khí cực kỳ thô sơ so với phương tiện chiến tranh hiện đại đến từ Tây Phương, lại đánh chiếm đồn một đầu não tỉnh lỵ.
ngoài việc tiêu diệt lực lượng của xâm lược ngoại bang, cuộc khởi nghĩa còn nhằm gây tiếng vang để kích thích tinh thần nổi dậy của nhân dân đang âm ỉ khắp lục tỉnh Nam Kỳ vừa rơi vào tay giặc. Nhiều ngày trước đó, Nguyễn Trung Trực đã bí mật chuyển quân bằng đường biển từ căn cứ Hòn Chông về Tà Niên, một căn cứ bàn đạp đã được ông xây dựng từ trước, nằm cách đồn Rạch Giá chưa đầy 6 cây số. Cũng như trận đốt tàu Nhật Tảo, ông dùng chiến thuật bất ngờ chủ động tấn công với lối đánh tập kích để giải quyết chiến trường mau lẹ. Đây là cách thức tiến hành chiến tranh mà trước đó chưa hề có trong bài bản của giới tướng lãnh triều đình. Ở đây, yếu tố chiến tranh nhân dân lần đầu tiên đã manh nha xuất hiện. Khoảng 4 giờ sáng, theo lệnh ông, nghĩa quân vượt sông Cái Lớn, rồi lặng lẽ từng tốp đổ bộ và tiếp cận đồn địch. Một trận mưa đổ xuống như ủng hộ nghĩa quân. Đây cũng có thể là một yếu tố thiên thời đã được Nguyễn Trung Trực dự đoán và trù tính. Nương theo trận mưa, Nguyễn Trung Trực dẫn đầu đoàn quân đột nhập vào đồn. Chính tay ông chém chết 2 tên lính canh và phát khẩu lệnh cho nghĩa quân tràn ngập đồn địch. Do được vận động móc nối trước, lính Mã Tà trong đồn chẳng những không chống cự mà còn dẫn đường tiếp tay cho nghĩa quân tiêu diệt quân Pháp. Ở đây, yếu tố kết hợp nội gián cũng lần đầu xuất hiện. Yếu tố này về sau đã trở nên cực kỳ lợi hại trong chiến lược chiến tranh nhân dân suốt 2 cuộc chống Pháp và chống Mỹ. Tên chủ tỉnh người Pháp có tục danh là Chánh Phèn, do người địa phương thấy râu tóc ông ta vàng luốc màu phèn nên gọi thế, đã bị giết ngay tại chỗ cùng 5 sĩ quan và 67 lính Pháp. Nghĩa quân thu trên 100 súng các loại, toàn bộ đồn trại bốc cháy rừng rực. Sau đó, nghĩa quân đã hoàn toàn làm chủ tỉnh lỵ Rạch Giá trong suốt 6 ngày. Cái thời đó, các cái vị tướng soái cũng như là những cái người mà trực tiếp lấy quân và làm hồ sơ về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trực thì đều tỏ vẻ thán phục. Đánh giá cái trận đánh Rạch Giá thì nói rằng cái chiến công Nguyễn Trực đó là làm cho người Nam nó phấn chấn đó, mà làm cho cái người Pháp đó là buồn rầu, làm cho người Pháp đó buồn lo. Có chỗ nói rằng làm cho quân đội Pháp mất tinh thần. Thì những cái nhà sử học Pháp hoặc là những cái nhà mà có thể nói rằng là kinh lý, những nhà văn hóa của Pháp, người ta đã dùng những cái từ ngữ rất là chân thật để đánh giá chân dung của vị anh hùng dân tộc. Đánh giá tầm vóc sự nghiệp, lòng yêu nước và khí phách của người anh hùng Nguyễn Trung Trực, thi sĩ Huỳnh Mẫn Đạt, một trong những trí thức yêu nước hàng đầu Nam Bộ, người cùng thời cũng đồng thời cùng chí hướng với nhiều tướng lĩnh, nhiều nhà yêu nước khởi nghĩa chống Pháp trên khắp Nam Bộ, đã cảm khái mà viết nên 2 câu thơ bất hủ trong bài thơ điếu Nguyễn Trung Trực. Quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Nhân dân của Kiên Giang nói chung, nhân dân Rạch Giá nói riêng, đã coi cụ Nguyễn như là một vị thần. Một vị thần không phải, điều đặc biệt là một, thường thường vị thần là có sắc phong của triều đình. Còn riêng cụ Nguyễn là nhân dân phong thần cho cụ, tự động là lập đền thờ. Mặc dù là với nhiều hình thức khác nhau, như là trong lịch sử của đình đã có nói tới, nhưng mà nhân dân phong thần và lập đền thờ, rồi không phải đền thờ của tại Rạch Giá không, mà những nơi khác, chẳng hạn như Mỹ Hiệp Sơn, chẳng hạn như Hòn Đất, và rất nhiều nhiều nơi trên cái đất nước của mình, nhất là nhiều nơi ở miền Nam là đã lập đền thờ của cụ. Cái ảnh hưởng của cụ là nó tương đối lớn, tại vì cái nghĩa quân của Trần Văn Thành, nghĩa quân của Trần Văn Thành tức là Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành, sau đó là về tổ chức kháng chiến ở An Giang, mà Nguyễn Văn Thành vốn là một bộ tướng của cụ Nguyễn, cho nên nó làm cái lực lượng hết sức lớn, là tín đồ theo Đức Quảng Cơ, là luôn luôn coi cụ Nguyễn như là một cái bậc trên trước đối với Đức Quảng Cơ, và họ
luôn luôn là tưởng nhớ tới cụ Nguyễn. Có một hiện tượng khác thường có lẽ chưa từng xảy ra ở một trận đánh nào. Đó là vào sáng ngày hôm sau, trên bãi chiến trường còn ngổn ngang xác chết. Nhân dân tại chợ Rạch Giá và quanh vùng ùng ùng kéo đến chào mừng và thết đãi nghĩa quân giống như một ngày hội. Mãi hai ngày sau khi đồn Kiên Giang bị đánh úp, chính quyền thực dân mới biết tin. Từ Vĩnh Long, một trung tá người Pháp, cùng với ba tên tay sai đắc lực là Huỳnh Công Tấn, Đỗ Hữu Phương và Trần Bá Lộc kéo quân theo đường thủy xuống đàn áp cuộc khởi nghĩa. Chúng huy động cả quân từ Mỹ Tho và Cần Thơ. Nguyễn Trung Trực bố trí cho phó tướng Lâm Quang Ki thủ thành Kiên Giang và cảng mặt hậu ở thôn Tân Hội hướng Tà Keo. Cánh quân chính do ông dẫn đầu kéo lên núi Sập đón đường nghênh chiến. Sau ba ngày chiến đấu không cương sức, Diêm Giáo không thể địch cùng Đạn Đồng, Đại Bác, lực lượng nghĩa quân tổn thất nặng nề, phải lui về Rạch Giá hợp cùng cánh quân của Lâm Quang Ki. Lực lượng Pháp kéo đến dây riết, tình thế không thể cầm cự. Để bảo toàn lực lượng, Lâm Quang Ki cùng bốn cận tướng tình nguyện làm đội cản hậu để đại quân và chủ tướng rút về căn cứ Hòn Chông, từ đó vượt biển ra căn cứ Phú Quốc như đã trù liệu. Đội cản hậu cầm cự được ba ngày thì tan rã. Ba cận tướng Ngô Văn Búp, Trịnh Văn Tư, Nguyễn Văn Hiên bị tử thương. Hồng Văn Ngàn cùng nhiều quân sĩ rơi vào tay giặc. Phó tướng Lâm Quang Ki cùng một số tàn quân thoát về bãi biển Kim Quy thuộc xã Dân Khánh Đông, huyện An Minh ngày nay. Nhưng sau đó kẻ địch bắt đầu tàn sát cả nghĩa quân lẫn dân thường và tuyên bố chỉ ngưng khi nào Nguyễn Trung Trực ra hàng. Lâm Quang Ki bí mật trở về Tà Niên bái lại cha mẹ, giả biệt vợ, khoác chiến bào giả làm Nguyễn Trung Trực ra nộp mình cứu dân. Thì trong lúc đó Pháp nó mới phóng thanh, nó nói khi nào Nguyễn Trung Trực ra đầu hàng thì lúc đó nó sẽ thả hết tất cả tù binh. Thành ra cụ Lâm mới xin với cha là ông Lâm Kim Diêu đi ra để mà đầu hàng. Thì trong lúc á, ông Lâm Quang Ki ra đầu hàng thì có những cái người theo Pháp nói là đây không phải là Nguyễn Trung Trực mà đây là Lâm Quang Ki. Thành ra trước khi cụ Lâm chết đã mang hai cái gông, một gông là Nguyễn Trung Trực và một gông là Lâm Quang Ki. Khi quân Pháp chiếm lại được Rạch Giá thì Nguyễn Trung Trực cùng đại quân đã lên 40 chiếc thuyền vượt biển ra căn cứ Phú Quốc. Ông vẫn biết ra với Phú Quốc là rơi vào thế bao vây của giặc, nhưng ông đã quyết tâm cho trận sống chết sau cùng. Ông cũng cần có thì giờ toan tính để bảo toàn thực lực kháng chiến dù khi ông không còn, và bảo vệ cả những người thân, vì trong quân có gần như toàn bộ gia đình ông